Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có một cái hộp mà khá là to và nặng đây. Đây là hai cái đối thủ nặng ký nhất trong các hãng điện thoại hiện nay mà. Chứ nó nặng là phải rồi. Nặng vãi chưởng luôn các bạn. Thì như tiêu đề các bác cũng biết rồi đây. Đây là hai con điện thoại đầu bảng của hai cái hãng điện thoại lớn nhất là Apple và Samsung. À, cái clip này đang được quay bằng con V60 nha các bác. Để cho các bác biết xem là cái con V60 nhà mình nó quay như thế nào. Tại vì dùng 60 lâu rồi mẹ không lấy là để quay mấy cơ mà các bác. Cái này là cái gì đây? À, phụ kiện. À, cái đống phụ kiện này để bỏ riêng tí em nói sau. Đây. Được bóc hộp cũng nào cũng sướng các bạn. Cảm giác nó vẫn đã, vẫn phê. À, mà nói thêm thì hai cái điện thoại này thì em lấy ở chỗ cái bác Pantech Mobile này nhé. Đây, nếu mà có nhu cầu về tất cả các loại điện thoại luôn, sách tay thì liên lạc với bác nhé. Đây, số điện thoại ở đây luôn nhé. Ok. Chà. Khá là nhiều đồ các bạn ạ. Bỏ đây một phát đã, bỏ từ từ bỏ ra ngoài đã. Xa. Ôi, bỏ ra ngoài đã, trời ơi. Quá nhiều thứ. Từ lúc này cũng bỏ ra ngoài. À, đây có một hóa đơn. À thì đây có một cái hóa đơn của con V50 các bạn. Đây con V50. Vì con V50 này em lấy hộ cho một bác ở trong nhóm mình nhờ em test hộ đây, thì tí nữa cái này em test sau, cái này không liên quan. Đây, đây là một con đây là con iPhone 13 các bạn. Nhìn như cảm giác như nó xước xước hay sao ấy. Để em lau đi xem nào. Không biết cái vòng kim loại này hình như là được được dán bằng cái gì ạ, thấy nó cũng có vẻ không, hơi sức sước, thôi kệ nó đi, cầm rất là chắc chắn ạ, rất là chắc tay luôn. Ô, hết sứ pin rồi, thôi rồi bỏ đây đã. Đây là con iPhone 13 các bạn. Ok, đây đây mới là cái con điện thoại mà dạo gần đây nó rất là hot. Dũng Sky, điện thoại Hàn Quốc, Facebook cứ tứ, đặt số điện thoại đây, địa chỉ đây nhé các bác. Các bác nào có thích giao thông thì đến địa chỉ mà giao thông thôi. Ok. Ở trên này có mấy miếng siêu bác lột ra rồi. Đây chưa? Rất là nguy hiểm. Thì đây là một con S22 Ultra bản màu trắng. Mình cứ tưởng nó đang có một miếng dán nữa nhưng không phải. Thì dưới này hết rồi. Dạo này thì hết rồi các bạn. Dạo này thì Samsung cũng học theo cái hãng nào đó cũng bảo vệ môi trường các thứ cho nên là không có phụ kiện đâu. Xem trong cái hộp này có cái gì nào. Bóc làm sao cho nó đỡ rách đi. Rách đây. Ok. Trong này có cái gì. Có một miếng nữa. Trong này có một cái sách hướng dẫn sử dụng và một cái cọng cáp từ C sang C. Cái cọng này thì là cọng chính hãng của Samsung đây, nhưng mà thực ra em nhìn thấy nó cũng không được ngon cho lắm, chắc là dùng cũng được thôi nhưng mà không có cục sạc nha các bác phải mua cục sạc ngoài thôi. Ok, bỏ cái phụ kiện ở đây. Thì đây là cái thông tin của máy, bản này bản 256 256 GB các bạn. À, thì em cũng có nói với bác Dũng rồi là anh em LG nghèo lắm, không có tiền để mua S22 Ultra đâu. Cho nên nó bảo chứ, anh em nào LG mà chơi con này thì bác ấy sẽ giảm giá rất là nhiệt tình nhé. Đây, cái này các bác nào mà biết nó giảm bao nhiêu thì liên lạc với em nhé. Cái này thì dành riêng cho fan LG thôi. Trời. Thực ra thì cái màu trắng này thì cũng không không có nhiều người dùng đâu, tại vì em thấy như trên mạng ấy là
Anh em toàn dùng cái bản màu 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 hơi đỏ đỏ đấy, em cũng chả biết tên tiếng Anh nó là màu gì, nhưng mà cái màu đấy hot hơn và thực sự là em cũng thích cái màu đấy hơn. Rồi tranh thủ bật máy lên nào. Ok Samsung, xem có đứng đồng nha các bác. Cái này thì đứng được đấy, nhưng cái bàn này em không cân rồi, cái này đứng được các bác. Cái này nó cái cạnh nó phẳng mà, phẳng hoàn toàn luôn. Nó giống như thời cái con Velvet 2 Pro của LG vậy, nhưng mà tiếc là Velvet 2 Pro không không có mặt trên đời. Lúc nãy có tưởng mình dán hoa là cái siêu ở cạnh lưng này nó vẫn còn này, cho nên rờ vào nó hơi gợn gợn, hơi gợn gợn. Nói chung là tất cả siêu ở cạnh viền nó đều còn nha các bác, siêu cạnh trên này, cạnh dưới này và cạnh này cũng còn luôn. Đó. Thì thực tế ra thì là cái con này đã gần như là tất cả các kênh YouTube ở Việt Nam mà liên quan đến công nghệ thì đều đã review hết rồi, cho nên em cũng chả có cái gì để mà review nó cả. Đấy thì vẫn là một cái thiết kế mà nó cũng không phải là cũ, nhưng mà cũng không phải là mới. Mặt trước thì các bác cũng quá quen thuộc rồi, nó cũng là giống con Note 20 thời xưa thôi. Chỉ có khác mỗi cái cụm, 접근성 모드를 켜려면 nó기본 nói cái gì메뉴에 thì kệ nó들어가 đi.있지. Khác cái접근성 cụm camera thôi,프로그램으로 nhưng thực생각해 ra보세요. thì nhiều bác bảo cụm camera đẹp thì thực ra thì em thấy nó cũng Hoặc được đẹp, nhưng mà음성 안내 지원에 오신 것을 nó không phải환영합니다. là tuyệt đối bình thường. 음성 안내 지원에 오신 것을 환영합니다. 목표 Cái gì đây, nói gì nhiều thế. 내비게이션 뒤로 가기 Chế độ mình vừa상성 bật cái chế설정 độ마법사 gì ạ,한국어 선택된 chọn후cái답한 tiếng Việt cái xem nào, cái gì đấy. Zoom. Bây giờ bật cái chế độ gì ạ? Bây giờ bật cái chế độ khiếm thính hay sao các bác? Ở mấy cái máy Hàn Quốc nó hay có cái này, thì nhiều khi bác nào mà bị thì nhấn giữ hai cái nút tăng giảm lượng. Tắt mãi không được này, nó khó hơn cả yếu gì à. Thôi cái này thì không 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 quan tâm nữa, em chỉ quan tâm cái ngoại hình của con này thôi. Thì con này là cái con máy mà mới gần như 100% ấy, bác vừa ấy khư siêu thôi và cho em mượn luôn. Thì thực sự là cái máy này ấy, nó sẽ cho một các bác một cái cảm giác cầm nó hơi bị cấn tay một chút, tại vì cái cạnh này nó cũng không được bo cong ấy, nó khá là sắc. Đấy, cho nên là các bác cầm nó sẽ, nếu mà mới đầu em nghĩ là nó sẽ chưa quen đâu, cho nên là nó sẽ hơi cấn một chút, cũng như cái con iPhone 13 này thôi. Tuy nhiên iPhone 13 ấy, thì nó họ làm bo cong hơn, cho nên cầm nó chỉ cấn ở những cái cạnh sắc này thôi, cái viền này thôi, chứ ở góc này thì khá là ổn cũng được. Đó, iPhone này thì đương nhiên là viền nó sẽ rất là dày, iPhone viền dày rất là nhiều. Đây các bác nhìn so sánh xem. Đó thì đây chỉ là cái clip em bóc hộp và trên tay nhanh thôi, còn chủ yếu em mượn hai con này về để mà so sánh cái camera giữa hai con này xem nó như thế nào thôi, chứ còn thiết kế rồi hiệu năng các thứ thì tất cả những cái đó đều có ở trên các kênh YouTube lớn rồi, cho nên em cũng không cần phải review lại nó quá thừa. Đặc biệt là con S2 22 Ultra này này thì tất cả các kênh đều rất là khen nó, nhưng mà thực ra thì em cầm thì em cảm giác nó cũng bình thường thôi, nó không có gì cả. Hồi xưa đúng là nhìn nghe các reviewer nói khác thì nhìn nó có vẻ vi diệu, nó có vẻ là một con điện thoại mà là rất đáng sở hữu, nhưng mà thực ra với cái giá tiền tầm bây giờ, nếu mà mua chính hãng nó vẫn tầm gần 30 triệu thì em thấy nó quá là lớn, quá là cao cho một cái điện thoại để mà dùng hàng ngày. Tất nhiên thì các bác nào mà thừa tiền hay hoặc là nhiều tiền thì không nói, nhưng mà đối với những cái dân lao động bình thường, công nhân văn phòng và đặc biệt là anh em LG thì có thể đây là một cái giá quá là cao.
Đấy, anh em LG giờ mua con V60 tầm 6-7 triệu đã thấy nó cao rồi. Đấy, đấy không phải là chê anh em LG, nhưng mà thực sự là anh em LG đa số là chở máy rẻ mới mua, cho nên là LG nó chết cũng phải thôi. Thôi rồi, đây là cái bài trên nhanh thôi. Có gì cần so sánh giữa hai con này, và em sẽ so sánh nó cả với LG nhà mình nữa, con V60 đang dùng đây, xem là thế nào nhé. Ok, chào các bác.